Chào mừng các bạn đến với kênh Mưu Sinh Vlog. Chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng ha, thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hôm nay mời các bạn theo chân mình đi thăm 25 cái bẫy rắn các bạn ơi. Và từng rồi cái luồng này nói chung ra cũng thắt chín có mấy con, mà hên là dính được một con rắn đại. Sống cũng được, từng này không biết sao. Chuột bò thì cái này hiếm quá các bạn ơi. Hồi nãy mình ghé thằng bạn xin được có 2 con chuột. Cái này thăm cái nào dính thì thì bắt ra, không dính thì để bẫy luôn. Chuột chết cũng để bẫy luôn các bạn. Có 2 con chuột này. Bây giờ mình mời các bạn đi theo chân mình đi thăm những cái bẫy rắn đầu tiên ha. Hy vọng hôm nay sẽ có lý rồi. Chuột bỏ gì đâu mà hiếm quá hiếm. Không gà không ai có chuột hết trơn. Chuyến sau chắc thăm chắc tương lai không cao. Lý do là ít nhiều gì chuột bữa nay cũng chết các bạn ơi. Giờ vô cái bẫy đầu tiên. Bẫy đầu tiên thì còn. Rồi chuột còn luôn các bạn. Rồi vô cái bẫy thứ hai các bạn. Cái đầu tiên trước quốc. Cái thứ hai có tương lai không đây? Cái này chính gọi thăm cũng trước quốc. Rồi chuyện này chắc cũng hiểu luôn rồi. Rồi chuột còn luôn các bạn ơi. Tệ dữ ta. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Đồng nghiệp không gà thăm chúng quá mà. Khu mình rắn chảy yếu xìu. Có bữa mình thăm về không có con rắn mà. Rồi mấy 20 cái bẫy mà không dính con nữa các bạn. Đồng nghiệp không gà thăm dính rắn cặp không. Mình chưa có con rắn cặp nào hết. Tới cái tiếp theo rồi, cái thứ ba rồi, có hàng không? Không thấy phân cổ gì trơn. Không thấy phân là thấy không mê vậy. Ù dính các bạn. Không có phân mà em đã dính. Đó, con này cũng được. Wow, con này nửa ký các bạn. Rồi, con rắn đầu tiên. Nửa ký lô. Được. Rồi tiếp tục các bạn ơi. 3 cái dính được anh em này. Nay không có chuột thay cũng hơi buồn. Hơi kể. Mùa này thì chịu thôi. Mùa này chuột nó mắc mà không có chuột. Cái thứ tư. Khu này cái cuối cùng của khu này. Dính gì không? Được, thấy im gu. Thấy căng cổ gì trơn. Không dính đừng chết chuột là được. Chuột còn các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn ơi. May mắn là thăm 4 cái đầu tiên. Chết đúng con chuột một. Mà con chuột lại dính rắn. 3 cái kia không có dính gì chứ. Thôi các bạn mình trống lỏng luôn các bạn. Nhìn nhìn từ xa thấy trắng xác à. Ui nó tham. Vừa coi dính coi. Thấy trắng xác rồi. Dính hay không thì chưa biết. Rồi chất chất quá các bạn. Thấy không có phân đủ hơn gì trơn. Thật thang đóng rác vô kiểu này dính con gì. Chuột sống là mừng rồi. Cái này chuột sống chắc. Chuột khỏe mạnh các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Khu này nói chung ra có đại ca. Cho nên mình sẽ móc mới được. Không có chơi tay các bạn. Mùa này rắn nó đi cặp, chơi tay nguy hiểm lắm. Khu đại ca này mà anh Phú anh đặt không dính con đại ca nào chứ. Mình đặt dính mà anh đặt không dính. Ê. Này bỡ đại ca nó khủng khủng, 2 kg thấy ngon. Rồi, 7 thì còn. Cái này im quá mà. Thăm cử đầu chứ quốc. Cử này cử thứ hai. Dính không biết. Không thích phân bọng gì chứ. Rồi, chuột chết quê quá. Chuột ngủ các bạn. Thật im quá. Rồi chết gắn luôn chứ chuột gì. Chết gắn các bạn ơi. Tàu gắn này bự ạ. Không biết gắn gì. Ngủ hành quá. Cái này chết gắn rồi các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn ơi.
mới thấy cái bẫy của đồng nghiệp chó xé banh chạnh chưa, hy vọng bẫy mình nó đừng phát hiện, nó phát hiện chắc cũng banh luôn. Bẫy này mới đặt cử đầu chưa thăm cử nào rồi chết chuột luôn các bạn ơi. Trời ơi, mới dạch ra thấy chuột ngủ à, gì vừa gắn mối không vô ta. Rồi bỏ đây đặt cái mối luôn các bạn ơi, chừng nào có chuột thay không có bỏ đó. Rồi tới cái tiếp theo luôn các bạn, cái này cũng mới đặt cử đầu, chính hay không thì chưa biết. Thấy bẫy còn, màu trắng vẫn còn hy vọng. Rồi cái dùm ru các bạn, không phân cổ gì, không láng luôn. Ây, chuột đâu? Rồi chuột ngủ luôn à, chuột chết các bạn. Qua đây, bên kia ta 4 cái dính 1 con, bên đây 5 cái mà hết 4 cái không có còn gì chứ, mà chết 2 con chuột nữa. Bên kia ta chết có 1 con 1 chuột, chán. Khu bên đây ưng bụng hơn khu bên kia mà, khu bên kia chính khu bên đây chút quất. Rồi vô làm con gì bự bự á, đi vốn lại coi các bạn, sớm gì chết 2 con chuột à, không có chuột thai bỏ luôn. Bẫy thì còn phần cổ, ồ có phần đó bạn, phải vậy chưa, có vài phần đèn nhỏ xíu, nặng đi con, cái này dính nặng mới ngon. Rồi tháng 3 các bạn, trời ơi chút ác à, 2 lần gửi, thôi kệ có đỡ không. Rồi tiếp tục các bạn ơi, thăm cái bẫy này kìa, cái này thăm chia cử thứ 3 rồi, 2 cử rồi không dính gì hết, mới thấy đồng nghiệp đặt phía trong cái bẫy, đặt bằng gắn mối các bạn ơi. Mình đặt ở ngoài đường, cách nhau chưa được 3 mét nữa. Được, chút quất luôn. Chuột sống không? Chuột sống các bạn ơi, mừng quá. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Khu này đâu có đồng nghiệp vô nha các bạn. Hôm không gặp, nay gặp đồng nghiệp bỏ lúa quá chừng. Đồng nghiệp đặt bẫy không sợ mắc, sổ lúa là văng tá lá chừng. Cái này rồi chết chuột kìa, phân cổ không thấy gì chứ. Chuột còn các bạn, chuột còn là được, cái này mà chết chuột ổn lắm. Rồi tiếp tục các bạn ơi, hy vọng đồng nghiệp đừng có phá là được, đồng nghiệp gặp đồng nghiệp phá là thua. Bẫy thì còn dính dẻo vô chút quớt rồi các bạn, trong lỏng trong liễu. Ôi chuột chết queo luôn. Trời ơi chuột gã thay các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi, trong đây mình còn 2 cái, khu này 5 cái mà 3 cái rồi không dính gì chứ. Chết con chuột nữa. Cái này thì chín rồi cũng chết chuột luôn. Cử đầu tiên thăm chuột quất, cử thứ hai không biết sao, mong là dính rồi. Dính con bự. Cái này dính chút chút không thấy cũng không ham. Rồi chết quá các bạn, không thấy cần cổ gì chứ. Rồi để xìu chuột chết nữa. Trời ơi chuột chết hết trơn các bạn. Chuyến sau có chuột cái đi thai lè lử luôn. Chuyến sau thì đi thai không có hy vọng mà dính này. Tại còn chuột đâu nữa dính. Khu này im quá rồi. Mà thăm gì chưa thấy được con rắn nữa các bạn. Thăm chưa dính được con gì chứ. Thăm cử này cử thứ hai, thứ hai thứ ba gì rồi. Không thấy em gì chứ. Dính em hành đại ký mấy được. Coi mới được. Gì đâu mà thăm. Toàn là hao chuột không. Rắn là không thấy đâu, thấy hao chuột không. Coi có không được nhau. Kiếm mẫu lấy mặt uống này, hết mặt rồi các bạn. Rồi không thấy phân, đầu hôm không thấy phân, thấy không mê rồi. Chuột còn đi, rồi chuột còn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi, cái này là dính con nhì tới vợ. Thăm hoài không dính gì hết. Tục. Hay da, cái da rắn các bạn ơi. Quất ngay chân cái bẫy mình luôn nè. À, có khi nào vô bẫy không ta? Con này con gì đây?
giống lãi quá, giống gắn lãi quá các bạn. Hy vọng đừng vô bẫy, gắn lãi vô bẫy làm gì. Rồi nè, giờ chập bá luôn, lãi thì gắn hổ ta. Chà, không biết con gì. Ồ, quất ngay chân cái bẫy mình luôn các bạn. Rồi có khả năng rồi vô các bạn. Ủa sao lại dính vô hạnh, dính vô hạnh các bạn ơi. Nó lột ngay cái bẫy mình mà dính hạnh, hạnh nhị các bạn ơi, chừng ba lần mấy à. Trời ơi kỳ vậy. Rồi tiếp tục các bạn ơi, con gắn hồi nãy lột ngay cái da, tưởng đâu vô nhị, ai ngờ gắn ba các bạn ơi, chừng hai lần rưỡi rồi. Ấy, ba được ba lạng vô nhị vậy. Ok, có đã ăn công. Nghĩ cũng ngộ, lột cái da gắn lãi hơn, gắn không ngựa gì. Mà dở lên dính con hành. Đã, không thể nói trước được chứ gì. Vô cái bẫy này coi, chín rồi chất quất. Chín này bẫy thì còn. Dính hay không thì chưa biết. Cái này không dính gục luôn chứ để làm gì. Để hàng lúa. Chuột còn luôn các bạn. Quá cậy. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Cái kế tiếp cái này làm được một con. Bảy lần cái tới giờ luôn. Không thấy cái gì. Cái này dính gì không? Làm con cho đủ cặp đó. Đây, không thấy phần gỗ rồi. Ủa có phần các bạn ơi. Dính nữa rồi, không biết bự nhỏ thôi. Đó, tưởng không phân này, bảy phân. Bảy phân này được. Rồi, vô các bạn, đủ cặp rồi. Đó, cái đầu chơi dở. Còn các bạn, nhức rồi. Cặp của nó rồi. Con này nhỏ hơn. Con này chừng 6 lạng gử rồi. Hổm này con 7 lạng. Ngon. Rồi, đủ cặp đó rồi các bạn này. Đem mà nằm phanh đá không? Được. Rồi. Cái nền đó, cái như xong rồi đó các bạn ơi. Hai con của nó rồi đó. Dính sao không có dính gì không? Kệ để lại. Không có chuột cũng gán để. Lấy cái bẫy khác bỏ vô. Hy vọng chuyến sau còn nữa. Cái bẫy này cử đầu dính con nhị, ba bốn cử sau không thấy cái gì hết, phần cổ không. Rồi. Cái này không thấy phần luôn, còn chuột không, còn chuột các bạn, rút luôn. Rồi tiếp tục các bạn, chú vườn ta bằng cỏ trong lỏng chứ kệ, ở đây chú vườn ta tốt, mình có xin vô đặt à, nên cũng không sợ mấy. Chú vườn ta cho đặt mà mình hỏi vườn bên kia rồi, còn vườn bên đây thì không biết, ta chưa gặp chú vườn. Cái này cũng dính con gì vậy luôn, tới giờ không thấy con gì nữa hết. Chuột còn luôn các bạn, mới chạy ra cái sọt. Nhìn quá mà không dính. Rồi tiếp tục các bạn, cái này dính hay không cũng rút, cái này thăm mấy cử rồi không dính gì hết, đi đâu cử này dính sao. Rồi chuột ngủ ngay miệng hôm luôn, bỏ luôn chứ rút gì, phải còn chuột thì rút. Chuột quớt các bạn, chuột chết queo à, bỏ đại đi. Chuyến sau đem chuột theo thay. Rồi đi lỡ cái này. Cái này cũng chưa có cái dính con gì hết. Chỗ này im quá. Không thấy con gì ở. Bảy thì còn. Bảy còn. Gắn có không. Rồi chuột ngủ luôn rồi. Đau lòng thì chứ.
chuột ngủ luôn các bạn. Tệ quá tệ. Chuột ngủ không. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Cái này thăm gì đâu. Bốn cử rồi, chưa thấy được con rắn. Cái này vô coi còn chuột không, còn đút đi chỗ khác. Bỏ cái bẫy hết chuột lại. Bẫy thì còn. Chuột còn không, nó dính. Thôi ơi, dính các bạn ơi. Nó không dính mà thôi, dính bích lòng luôn rồi. Mà con này thì nói chung ra không phái. Bạn biết con gì rồi đó. Bích lòng. Thôi ơi, cứng ngắc luôn. Nó không dính thôi, dính gì nè. 800-900 gram. Đó, cái đầu hết sức. Kệ coi đang không. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Làm con ngựa 800-900 gram. Chà bá. Phải vô được con hành đỡ gì đâu. Đang khô máu. Nãy hành mình đón 6 lần mấy con đã chắc 700 gram các bạn. Bắt ra khoảng 700 gram. Con hành thịt cứng ngắt. Con đã chắc 700 gram được. Sớm giờ được con nhất thấy cũng đỡ đỡ. Hy vọng làm con bự nữa. Nó mới khỏe khỏe được. Trời ơi, đồng nghiệp đặt 7 cái cà lúa mọc lên tá lá chứ. Tớ mình vô đặt. Ăn cám với đồng nghiệp à. Dính gì không? Mới dính con ngựa rồi. Phân cổ gì không? Rồi chứ quá các bạn. Vậy này im quá mà. Chuột còn. Rồi, cái tiếp theo. Cái anh đây thì cũng chưa dính con gì chứ. Từ đặt tới giờ thăm cử này, cử thứ ba hay gì? Hai cử rồi. Cử đặt, hai cử thăm, không dính chứ. Nào qua cử thứ ba coi có gì không? Bảy thì chắc còn. Khu này nói chung ra an toàn các bạn. Chưa gặp người phá. Gặp người phá thì chịu thôi. Có gì không đây? Không dính thì còn chuột dùm cái. Chuột còn các bạn. Chuột còn thì rút em nó đi. Kiếm chuột khác. Rồi tiếp tục các bạn. Tới cái quyền thoại mình hai chiến hai con. Cửa đầu dính con hành chừng 400 gram. Cửa hai giá ăn con ký lô. Này bởi ăn con ký nó chưa đủ cặp. Hy vọng dính nữa coi. Cửa vậy trong lẫm rồi. Chứ quớt quá con. Ừ, không thấy phân các bạn. Chuột còn luôn. Chứ này chứ quớt à. Rồi, tiếp tục các bạn. Mình còn khu này mình còn hai cái nữa. Dưới bên kia còn hai cái nữa hết rồi. Hai cái này mới chạy nền. Nó mới chạy cho vui chứ. Chạy cách nhau. Cách cái nền cũ chưa được 10 mét nữa. Nó chạy cho ham ham chút. Biết đâu. Để nền cũ nó không dính. Vô nền mới này lụm sao. Ấy, xuống cái đầu tiên. Có cái thứ hai đi lúc trong hơi xa. Kệ xa miễn dính là được. Phần cái đâu rồi. Bảy còn. Dạ, không thấy phần nữa các bạn. Chuột quất à. Chuột còn luôn. Rồi, cái thứ hai, cái cuối cùng của khu này. Trời ơi, hy vọng dính con gì nữa coi. Khu cái chục cái bẫy dính có con ngựa và con hành. Cái cuối này cũng im nha các bạn. Chuột không chết là khả năng dính cao lắm. Còn chuột chết thì chịu. Tuốt ngoài mãi. Lôi dưới đây mệt thấy bà luôn. Đặt đúng cái bẫy mà. Bẫy nằm đâu rồi. Đây quá. Đây các bạn. Coi phân không có phân mới vui. Rồi gã thay chuột coi phân thấy khô gì. Chán. Trời ơi. Gã thằng chuột rồi các bạn. Nè. Cái này mà không gã thằng chuột là tỷ lệ dính cao. Quá các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Hiện tại đây mình còn hai cái bẫy nữa hết nha các bạn. Nay thăm chắc tầm 25 cái. Sớm giờ được có mấy con rắn.
Nay nói chung ra ít cũng được con nhất, con nhất với con nhì, thấy cũng đỡ các bạn, cũng có tiền xăng, nó không nhiều thiệt. Rồi vô cái bẫy cái cuối rồi, rồi gắn ngủ rồi, thu quắc rồi các bạn ơi. Chuột nó xử chết queo luôn, tệ quá. Chuột có chút xíu mà xử gắn. Rồi cái cuối cùng các bạn, cái này cái mình quay lại thăm sáu cái lời cá, thăm xong cái mình tổng kết cho các bạn xem là cái sáu cái lời kiếm ăn, chiếc nào cũng có đồ ăn hết. Chiếc này sáu cái lời hy vọng có đồ ăn, hết đồ ăn rồi. Giờ mua đồ ăn tốn tiền quá các bạn, đi chợ một bữa 50-70 ngàn, 100 ngàn gắn được, đặt gắn thì nó không có mà. Đi chợ tốn tiền quá chừng. Giờ đem mấy cái lợi đặt vòng vòng kiếm ăn bậy rồi không thấy phân luôn các bạn. Này chắc này chắc quốc à, chuột còn luôn các bạn, không chính cái cuối cùng không có kết quả. Rồi bắt đầu xuống thăm sáu cái lợi các bạn ơi. Giờ xuống cái đầu tiên, cái này chính gọi chiến đầu tiên làm được con rùa, mấy chiến sao chắc quốc. Rồi chìm ngắm mà sao xích cây hết trơn à. Thưa cái này bị ai thăm gì các bạn ơi. Giống ta rút cây ra ta bỏ. Ê, có còn gì đâu, phá không. Rồi cái lờ tiếp tục các bạn ơi, mình thăm có 4 cái lờ mà nó lộn 6 cái nha các bạn. Nó vậy rồi, thăm có 4 cái à, mà mới cái đầu bị chúng nó thăm rút cây dục thấy mắc kép. Cái thứ hai có dính gì không, có còn gì không, ăn lội cực mà. Ồ, dính được con cá lóc các bạn. Rồi có đồ ăn được. Cái thứ hai có hàng. Rồi tới cái lợi thứ ba các bạn, cái thứ hai được con cá lóc, vậy cũng được, cũng hai cho con ăn được cứ cơm. Cái này chiến rồi chết con cá uống các bạn, chết con cá chê bành đi. Rồi cái này bị ai thăm bây giờ, thấy chổng đầu à. Ê, chổng đầu có khả năng các bạn, nếu không bị thăm là có khả năng dính nha. Bỡ con gì coi, có con gì không, nước trong trong mà, nước trong trong mà cái hôm đục mà thấy cũng không mê. Thôi rồi, một đống cá sặc luôn các bạn. Hờ với con cóc. Ờ, bỏ lại luôn các bạn. Tưởng đu vô ai ngại chết quốc. Kệ, chân này không dính gì chân sao. Rồi xuống cái lò cá cuối cùng các bạn ơi. Cái lò cá thứ tư, cái này chính rồi dính cá lóc nửa cầm tay nhỏ xíu. Chân này không biết sao. Cái này lờ thì thấy còn, thấy không động tĩnh gì chắc. Có con gì không? Đó, có các bạn, có. Đó, đó. Cái lục phi rồi. Rồi lợ lũng các bạn, lợ dính các lục phi chà bá luôn. Nó cái lợ lũng lỗ nè các bạn. Rồi, để bắt ra các bạn. Cái cuối cũng được bữa cơm. Rồi, tổng kết các bạn ơi. Của đồng nghiệp, phải tổng kết đồng nghiệp chứ. Đồng nghiệp đi thăm về các bạn, hai thằng thăm riêng hai chỗ, không có chuột, có rút. Đồng nghiệp rút về nè. Ủa chuột còn gì mà không chuột. Đó tôi bay bay bảy tôi chết chuột, tôi bỏ đại luôn. Đem về hai cái à. Ủa bảy có lý quá ta. Hai nhất hả? Ủa nhất cái bảy lạng rồi. Đồng nghiệp được con nhất các bạn ơi. Mấy con gắn. Nó nhất cái gì? Ngon là nhì. Ồ được con nhất, con nhì nhất hai nhì ha, con nhì nón ta. Ồ nhì nửa ký à. Rồi đồng nghiệp hôm nay có lý các bạn ơi, sống dậy bán túi này 300 nè bạn. Thôi để tôi tổng kết của tôi nãy test ấu ông mà đi không có quay các bạn ơi. Nửa lít các bạn ơi,
Đó, thấy chuyến gợi tính chuyến gợi là nó hốt mà người ta không cho hốt, chuyến này hốt luôn. Nó giỡn với chuyến gợi mình có xin mà không có chủ vườn các bạn ơi. Có mấy người làm mướn không họ không biết rồi, chuyến này không thấy chủ vườn rồi mình xin hốt đại là chịu. Tại cây đóng trên cây tạp mà đóng ở cái cục pha lôi chứ không phải là đóng trong vườn ta đó các bạn. Cục pha lôi cặp mấy sông chung ra mấy cái đó hốt ít người la. Hôm nay mình cũng ít nha các bạn. Bẫy này không có, bẫy này chỉ nhiều ngựa khủng đem về nhờ đồng nghiệp bắt giùm, mà bắt giùm ngựa coi. Quay cái coi. Rửa khí khô vậy. Quay cho. Dướng cái gì vậy? 24 cái lợ cá, được 2 cá các bạn ơi. Còn cá lóc, còn cá quê cô Huy. Bỏ bay luôn à. Đó. 25 cái bẫy. Hai dính hàng ốc trà bá. Rúa còn một đống. Nhà đồng nghiệp bắt giùm các bạn. Để bắt đừng có quơ nha bạn. Bắt đừng có quơ à. Quơ vô túi tao quất liền. Nay mình cũng được con nhất nha các bạn. Nay cặp đó. Chở dính nhất bữa hổm. Nay dính con nữa cặp luôn. Chỗ gắn đại thì bữa nay chất quớt. Nắm bằng kéo đi. Vừa đốt nó kéo tôi luôn á. Đám lạ không? Căng luôn đi, căng luôn, thẳng tay căng luôn đi. Quay đây. Rồi vô. Cơm cái chào. Dạ. Cơm cái nó bụng nó trời nó bụng rồi. Rồi, này chắc 3 kg quá, 2 kg mấy à. Mình được 2 cái mấy các bạn ơi, 25 cái 7. Cái này chừng 2 cái 7, 2 cái 8 gì. 1 kg. Nghe không? 2 kg. Của ông 2 kg hả? Ký cũng ngon rồi. Hôm nay thua tôi ngựa rồi. Đâu có cá độ gì đâu. Rồi, bạn ơi, thua mình vào cà phê rồi. Mình tới 3 kg rồi. Đây nè bạn, 3 kg. Nãy cá chậu cà phê mà. Là hai vợ chồng chơi gì thay đồ không nội? Đây hai vợ chồng son nè. Dây hả? Rửa dây ở cũ rồi, rửa gì chưa trả nợ đó, rửa khí khô chưa có trả nợ nữa. Ui rồi, chúc các bạn xem clip vui vẻ ha, hẹn các bạn lại clip sau. Rồi giờ anh tổng kết xong về các bạn ơi, mệt quá rồi.